Xin chào các bạn, mình là Khánh Vi. Hiện tại bây giờ thì mình đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong ngày hôm nay mình quyết định sẽ dành chọn ra một ngày để trải nghiệm và khám phá một nơi làm việc cực kỳ hiện đại, chất lượng và xịn sò. Và nếu muốn biết đấy là đâu thì hãy cùng theo chân mình nhé. Let's get started. Mình đã vào văn phòng đây rồi và xin giới thiệu với các bạn, đây là văn phòng của công ty Sanofi Việt Nam. Dành cho những bạn nào chưa biết thì Sanofi là một trong những công ty dược hàng đầu và công ty có gần 60 năm hình thành và phát triển. Ngoài ra, Sanofi Việt Nam còn liên tiếp trong vòng 3 năm nhận giải thưởng Top Employer là nhà tuyển dụng hàng đầu. Điều này có nghĩa rằng đây là một môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng và đặc biệt là dành cho những bạn trẻ như chúng ta. Nhưng mà đương nhiên mình không thể trải nghiệm và tham quan một mình được nên chắc là mình sẽ nhờ một anh hoặc một chị nào đó. Đợi mình một tí nhé. Chào anh Duy. Chào Vy. Dạ vâng ạ, xin phép được giới thiệu anh với mọi người. Đây là anh Duy, phụ trách truyền thông của công ty Sanofi Việt Nam. Và anh Duy sẽ là người đồng hành cùng Khánh Vy trong ngày hôm nay. Chào Vy, dạ xin chào mọi người. Chào mừng Vy đến với văn phòng của công ty Sanofi Việt Nam ngày hôm nay. Hy vọng là hôm nay là Vy sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm thật thú vị. Dạ vâng, anh cảm ơn anh. Không biết là bắt đầu mình sẽ làm gì anh nhỉ? Bắt đầu cái trải nghiệm tham quan ngày hôm nay thì Duy muốn mời Vy tham quan bằng cầu thang bộ của công ty. Tham quan bằng cầu thang bộ của công ty. Cầu thang bộ ạ. Cho em hỏi một chút là công ty mình hay đi cầu thang bộ hay cầu thang máy ạ? Bình thường thì tòa nhà mình có hai thang máy. Tuy nhiên hôm nay là Green Day của công ty thì mình off một bên thang máy đi để khuyến khích mọi người vận động nhiều hơn. Thì mình muốn mời Vy cùng trải nghiệm với mọi người. Đây cũng là cách để mình tiết kiệm năng lượng anh ha. Đúng rồi, đây cũng là một cách để giúp công ty tiết kiệm năng lượng trong cái nỗ lực mà góp phần đóng góp cho cộng đồng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ, xin mời Vy. Dạ vâng, em xin phép. Em rất là ấn tượng với cầu thang của công ty mình nhá. Bởi vì là ở mỗi bậc thang sẽ dán một thông điệp. Như cầu thang lúc nãy là thông điệp để chúng ta vận động nhiều hơn này. Và cầu thang này là thông điệp là mình sống tích cực, lạc quan. Và em rất là ấn tượng với cái thông điệp dán màu vàng á anh. Take care, be well. Cái này là thông điệp đặc biệt hơn anh. Take care, be well nó là một cái thông điệp chủ đạo mà Sanofi muốn gửi đến cho nhân viên của mình. Dạ. Nhằm mà khuyến khích mọi người vận động nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên là không chỉ rèn luyện sức khỏe cho bản thân mà Take care, be well là còn mong muốn mọi người lan tỏa cái tinh thần này ra cho cộng đồng bằng cách là Sanofi có một cái hoạt động gọi là Step Up for Kids. Đó là một cái hoạt động mà kêu gọi toàn thể nhân viên của mình vận động nhiều hơn. Mình đặt ra cái target mỗi ngày và nếu như mọi người hoàn thành được cái target đó thì công ty sẽ donate một khoản tiền để mà hỗ trợ cho các em nhỏ đang gặp cái khó khăn trong quá trình điều trị bệnh tật của mình. Nếu em mà là nhân viên công ty chắc là ngày nào em cũng đi cầu thang bộ luôn á. Anh với em có một tò mò nữa, đó là ở công ty em thấy đâu cũng dán Play to Win thì không biết đây là một hoạt động thể chất của công ty anh? Thực ra thì Play to Win thì nó lại không phải là một cái hoạt động thể dục hay là một hoạt động vận động gì hết. Mà Play to Win đó là một tinh thần và cũng là một cái văn hóa mà Sanofi đang hướng đến. Thì để tìm hiểu rõ hơn về Play to Win thì bây giờ Duy sẽ mời Vy gặp tới chị Hồng Ánh là giám đốc nhân sự của công ty Sanofi Việt Nam, đồng thời đó cũng là đại sứ Play to Win của Sanofi Việt Nam. Tốt quá, em cảm ơn anh Duy. Dạ. Chị Ánh ơi, em thấy công ty mình đi đâu cũng dán Play to Win, không biết là ý nghĩa của thông điệp này là gì ạ? Play to Win là một kim chỉ nam toàn cầu của Sanofi. Đó không chỉ là định hướng về chiến lược kinh doanh trong mọi hoạt động, mà đó còn chính là văn hóa doanh nghiệp mà Sanofi hướng đến. Sanofi khuyến khích nhân viên thay đổi từ cách suy nghĩ đến hành động, từ Play not to lose sang Play to Win, chủ động sẵn sàng chiến đấu để thành công. Vậy đấy chắc hẳn là tiền đề để Sanofi đạt giải Top Employer vào năm 2021 đúng không ạ? Sanofi Việt Nam rất vinh dự và tự hào khi năm nay là năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận là nhà tuyển dụng hàng đầu tại Việt Nam. Để đạt được giải thưởng danh giá này, Sanofi đã phải trải qua một kỳ thi sát hạch do tổ chức thứ 3 thực hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ hơn 600 tiêu chuẩn thực hành tốt về phát triển nhân sự do Top Employer Institute tổng hợp. Vậy theo như chị Ánh nói thì nhân sự là một yếu tố cốt lõi cho thành công của công ty đúng không ạ? Chị rất tự hào để khẳng định điều này. Tại Sanofi, con người luôn là yếu tố trọng tâm trong mọi hoạt động của công ty. Và tại Sanofi thì nhân viên đều luôn được tạo điều kiện tốt nhất để có thể phát huy năng lực của mình và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày. Vâng ạ, em cảm ơn chị Ánh rất nhiều vì những lời chia sẻ. Em đã hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như môi trường làm việc của công ty Sanofi rồi ạ. Nãy giờ chị cũng đã trao đổi khá nhiều rồi. Thì bây giờ chị mời Vy tiếp tục tham quan môi trường của Sanofi nhé. Dạ vâng, em xin phép.
Vi ơi, không biết là cái trải nghiệm tham quan Sanofi Việt Nam của em ngày hôm nay như thế nào? Quá tuyệt vời luôn anh ơi. Về phần em là em đến đây em cũng muốn làm việc ở đây luôn rồi đó. Từ môi trường làm việc này, con người này, văn hóa, không gian thư viện, mà em thích nhất là cái giếng trời này. Em không ngờ là ở ngay trung tâm quận nhất có một công ty làm việc mà không gian rất là gần với thiên nhiên như vậy. Thì cái ngày đầu tiên anh đi làm ở công ty anh cũng bất ngờ y chang Vi vậy đó. Thì khi mà anh đến anh cũng không tưởng tượng được là tại sao ngay giữa trung tâm thành phố lại có một cái văn phòng làm việc mà ngập tràn cái ánh sáng tự nhiên như vậy. Và khi anh làm việc ở đây anh cảm thấy được mình được giải tỏa rất là nhiều, tại vì mình được tiếp xúc với rất nhiều không gian xanh xung quanh. Tuy nhiên có một cái không gian xanh mà anh muốn mời Vi cùng đến tham quan và trải nghiệm tại khu vực nhà máy của Sanofi Việt Nam. Wow, thế thì quá tốt luôn. Chắc là anh em mình đi luôn anh nhỉ? Ok, xin mời Vi nhé. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng đi với Vi nhá. Let's go. Ta-da! Mình đã có mặt tại nhà máy của công ty Sanofi Việt Nam tại khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Anh Duy có kể với mình ở đây diện tích siêu rộng rãi, các dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại và khép kín thì cực kỳ hoành tráng, cho nên mình rất mong muốn được tham quan và trải nghiệm môi trường làm việc ở đây. Ngoài ra thì mình cũng rất là háo hức để đến tham quan khu vườn sinh thái Eco Garden mà mình sẽ gọi là khu vườn trên mây của công ty Sanofi Việt Nam. Còn bây giờ thì hãy cùng mình tham quan và trải nghiệm nhé. Let's get started. Các bạn ơi, đứng cạnh Khánh Vi là chị Hoài Thảo, hiện đang công tác tại nhà máy Sanofi. Em chào chị Thảo ạ. Chào Vi, chào mừng Vi đến với nhà máy Sanofi Việt Nam. Dạ vâng, em cảm ơn chị Thảo. Chị Thảo ơi, em có nghe anh Duy chia sẻ lúc trước ạ, đó là ở công ty mình thì tất cả các anh chị đều có thể đóng góp ý tưởng, ý kiến và sáng kiến đúng không ạ? Em đang nói đến đó là chương trình My Idea, My Kaizen. Chương trình ra đời nhằm mục đích sẽ khuyến khích tất cả các bộ phận, tất cả các nhân viên đóng góp ý tưởng của mình để cải tiến hoạt động của chính mình, của bộ phận mình cũng như các bộ phận có liên quan khác. Và ban giám đốc sẽ tiến hành sàng lọc đánh giá cũng như quyết định đâu là ý tưởng xuất sắc nhất để từ đó đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Wow, xịn sò ghê chị ha. Chị ơi, cho em hỏi một tí là em thấy cái từ My Kaizen có nghĩa là gì hả chị? Từ đó có nghĩa là chúng ta sẽ tự đưa ra ý tưởng và sẽ tự thực hiện nó. Đây là một cái từ Nhật Bản đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì chắc là từ khi triển khai đến bây giờ thì công ty mình đã nhận được rất là nhiều ý tưởng hay ho đúng không ạ? Hơn một năm qua thì đã có rất nhiều ý tưởng được nhân viên đưa ra và cũng có rất nhiều ý tưởng được đưa vô triển khai. Trong đó có một sáng kiến rất thành công, đó chính là giảm rác thải nhựa tại nhà máy trong 6 tháng. Nhà máy cam kết giảm thiểu 13 tấn rác thải nhựa tương ứng với 75% chất thải nhựa hàng năm. 6 tháng mà giảm được 13 tấn rác thải nhựa, đấy là con số mà chúng ta đã thực hiện rồi đúng không ạ? Đúng rồi, đó là con số thực tế. Wow, con số thực tế vô cùng ấn tượng. Tức là nhà máy mình không chỉ hoạt động rất là năng suất hiệu quả mà còn rất là xanh sạch và thân thiện với môi trường nữa. Cảm ơn Vi về lời khen này, nhưng mà Vi đã đến nơi xanh nhất của nhà máy Sanofi Việt Nam chưa? Đó có phải là khu vườn tên là Eco Garden không ạ? Đúng rồi, và nó nằm ngay sau bên này nè. Thì lát nữa chị em mình đi nhá. Ok em. Dạ vâng, anh cảm ơn chị Thảo. Em chào anh Đạt đang làm gì đó anh Đạt? Hi Vi. Dạ, vâng ạ. Chào Vi đến với khu vườn sinh thái Eco Garden của công ty Sanofi Việt Nam. Dạ, em cảm ơn anh. Xin giới thiệu anh Đạt một chút với các bạn khán giả đang theo dõi. Anh Đạt là người hiểu rất rõ về khu vườn Eco Garden này. Nên là Khánh Vi đã hẹn anh Đạt để dẫn Khánh Vi đi tham quan khu vườn này. Lần đầu tiên em đến đây thì em cũng chưa biết rõ về vườn mình anh. Thì anh có thể chia sẻ với em một chút là khu vườn mình lấy ý tưởng từ đâu ạ? Như Vi đã biết, cái vấn đề môi trường hiện nay được rất là nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm. Dạ. Sanofi Việt Nam cũng vậy. Sanofi là một nhà máy sản xuất dược, tuy nhiên đã rất là nỗ lực trong việc giảm tối đa rác thải nhựa và tăng không gian xanh ở trong khu vườn nhà máy. Vì vậy là tận dụng khu đất trống ở sau khu vườn nhà máy để làm nên cái vườn rau xanh này. Wow, vườn rau này là mình sẽ trồng rau là để cho nhân viên ạ? Các ngày trong tuần thì nhân viên sẽ chăm sóc vườn rau và đến cuối tuần thì có thể dẫn bạn bè và gia đình đến để chăm sóc và thu hoạch rau mang về. Đáng yêu quá. Anh ơi, cho em hỏi là em thấy có rất là nhiều bảng viết tên tiếng Anh, Social Committee và Engineering, cái bảng đó nghĩa là gì ạ? Những cái bảng mà Vi thấy ở đây là đại diện cho các bộ phận và các team ở trong nhà máy sẽ chịu trách nhiệm cho luống rau của mình để chăm sóc và phát triển nó. Tức là mỗi một bộ phận sẽ có một luống rau và có thi đua với nhau không anh? Sẽ có thi đua với nhau ở trong khu vườn này. Em có thấy là cái engineering maintenance là của anh Đạt đúng không? Bộ phận bảo trì đúng không? Đúng rồi, vườn đó là của mình. Này em cảm giác như bộ phận đó là còn trồng hơi ít rau so với các bộ phận khác nha. Do nó trống vì mình mới thu hoạch. Dạ vâng ạ. Em biết là ngoài rau chúng ta còn có cá nữa đúng không anh? Ở đây mình có một hệ thống aquaponics, đó là một hệ thống khép kín
kết hợp giữa nuôi cá và trồng rau thủy canh. Là mình là sử dụng phương pháp thủy canh. Đúng rồi, năng lượng ở đây mình sẽ sử dụng là năng lượng mặt trời, là năng lượng thân thiện với môi trường. Wow, thật ra là em cũng hơi bất ngờ nha. Bởi vì là lúc em nghĩ đến thăm nhà máy là em sẽ nghĩ là toàn máy móc này, công nghệ cao các thứ. Nhưng không ngờ là ở trong nhà máy có một cái khu vườn sinh thái ngay tại nhà máy luôn. Thì nhà máy tạo ra khu vườn này nhằm mục đích là để cho nhân viên có thể tiếp cận và thân thiện với môi trường xanh hơn. Đến đây đã kết thúc chuyến hành trình tham quan trải nghiệm văn phòng và nhà máy của công ty Sanofi Việt Nam. Và hôm nay Khánh Vy đã có những trải nghiệm cực kỳ bất ngờ và thú vị. Trước kia thì Khánh Vy cũng nghĩ rằng là công ty dược thì chắc là môi trường làm việc khá là khó nhằn và khô khan đây. Nhưng mà không nha, ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Môi trường làm việc của công ty Sanofi Việt Nam rất là năng động, thân thiện, và tất cả những chính sách, chương trình đều có nhiệm vụ và mục đích cao cả, đó là phục vụ những giá trị cao nhất cho nhân viên, hết mình vì nhân viên. Và dù là văn phòng ở quận 1 hay là nhà máy ở khu công nghệ cao quận 9 thì đâu đâu trong công ty cũng có những không gian rất là xanh để mọi người có thể thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường. Và đây là điểm mà mình thích nhất và quý nhất ở công ty Sanofi Việt Nam. Cho nên mình nghĩ rằng là những bạn trẻ tài năng và hết mình, nếu như bạn có mong muốn được trải nghiệm một môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện tại công ty Sanofi Việt Nam thì đừng ngại ngần mà hãy lên trang web để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!